Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin sẽ phục hồi để các nhà đầu tư cắt lỗ. Theo Jim Cramer của CNBC, Bitcoin có thể trải qua một đợt phục hồi trong vài tháng tới, mặc dù có thể mất nhiều năm trước khi nó đạt đến mức đỉnh cũ. Ông nói, các biểu đồ như Tom DeMark giải thích cho thấy rằng Bitcoin có thể có một đợt phục hồi tốt đẹp trong vài tháng tới, ngay cả khi ông không thấy nó quay lại mức cao cũ trong nhiều năm. Tôi nghĩ không nên mua tiền điện tử vào lúc này, nhưng nếu bạn đang sở hữu và muốn thoát ra, tôi tin rằng bạn có thể nhận được một mức giá tốt hơn để thoát ra. Nhận định của Jim Cramer dựa theo phân tích của người dẫn chương trình Mad Money DeMark. Theo biểu đồ, có 13 bước đếm ngược mua và bán giúp ông xác định đỉnh và đáy của Bitcoin. Một số phiên nhất định diễn ra theo cùng một hướng. Ông nói, trong bản phân tích của DeMark, Cramer đã xem xét biểu đồ hàng ngày của Bitcoin từ tháng 4 năm ngoái đến ngày hôm nay. Ông nói rằng một khía cạnh đáng chú ý của biểu đồ là Bitcoin chưa bao giờ có mức thoái lui giảm hơn 50% trên cơ sở đóng cửa kể từ năm 2020 cho đến một vài tháng trước. Nếu bạn đang nghĩ về dài hạn, DeMark nói rằng có thể mất nhiều năm để Bitcoin đạt đến mức cao cũ của nó. Tuy nhiên, việc Bitcoin phục hồi lên một mức giá tốt hơn để các nhà đầu tư cắt lỗ là hoàn toàn có thể. Thông tin tiếp theo, BIS cho biết điểm yếu của tiền điện tử đã được xác định sau khi thị trường bán tháo. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS đã cảnh báo rằng mối nguy hiểm được nhận thức của tiền kỹ thuật số phi tập trung đang hiện thực hóa. BIS giải thích trong báo cáo kinh tế hàng năm của mình được công bố hôm thứ Ba rằng cuộc bán tháo trên thị trường tiền điện tử, sự sụp đổ của Luna và UST là những dấu hiệu cho thấy vấn đề cấu trúc trong tiền điện tử. Các sai sót về cấu trúc khiến tiền điện tử không phù hợp làm nền tảng cho hệ thống tiền tệ. Nó thiếu một mỏ neo danh nghĩa ổn định, trong khi các giới hạn về khả năng mở rộng của nó dẫn đến phân mảnh. Trái ngược với câu chuyện phi tập trung, tiền điện tử thường dựa vào các trung gian không được kiểm soát gây ra rủi ro tài chính. Augustin Carlson, tổng giám đốc của BIS cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Ba rằng bất kỳ hình thức tiền tệ nào cuối cùng đều thiếu uy tín nếu không có cơ quan được chính phủ hậu thuẫn, có thể sử dụng dự trữ do thuế tài trợ. Ông nói, tôi nghĩ rằng tất cả những điểm yếu đã được chỉ ra trước đây đã hiện thực hóa. Và thông tin cuối cùng, Bitfarm bán gần một nửa số Bitcoin nắm giữ để giảm nợ. Giống như nhiều công ty khác trong thế giới tài sản kỹ thuật số vào năm 2022, công ty khai thác Bitcoin của Canada Bitfarm đang điều chỉnh chiến lược hold bằng cách bán gần một nửa Bitcoin của mình. Động thái này phản ánh những khó khăn mà các thửa đảo Bitcoin đã phải đối mặt trong những tuần gần đây để duy trì lợi nhuận khi giá giảm xuống dưới mức cao nhất mọi thời đại của năm 2017. Giám đốc tài chính Jeff Lucas cho biết, mặc dù chúng tôi vẫn lạc quan về việc tăng giá Bitcoin trong dài hạn, nhưng thay đổi chiến lược này cho phép chúng tôi tập trung vào các ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là duy trì hoạt động khai thác và tiếp tục phát triển kinh doanh với dự đoán kinh tế khai thác được cải thiện. Công ty đã báo cáo khai thác khoảng 14 Bitcoin hàng ngày và việc bán tháo 3.000 Bitcoin trong tuần này với mức giá hiện tại sẽ giúp công ty thu về khoảng 62 triệu đô la Mỹ. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.